Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Cartoon. Khi xem Adventure Time thì hẳn là chúng ta không ai là không biết đến nhân vật công chúa Bướu, đúng không nào? Có thể nói là trong xuyên suốt series thì đây là một trong những nhân vật có đất diễn nhiều nhất. Thế nhưng dù là thấy cô ấy nhiều như vậy, nhưng mà có bao giờ các cậu tò mò muốn tìm hiểu thêm về cô gái này cũng như về nơi cô ấy sinh sống hay không? Nếu có thì chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn video ngày hôm nay nhé. Let's go! Công chúa Bướu, nghe cái tên là hiểu rồi đúng không nào? Thân hình của cô là cục bướu lớn, bao xung quanh người cô là những khối bướu nhỏ. Màu sắc da của cô là màu tím, giống như bố mẹ cô. Tuy nhiên, một số người dân khác trong hành tinh của cô lại không có cùng màu. Và cuối cùng, điểm nhấn của cô có lẽ phải là viên ngọc hình ngôi sao ở trên trán. Đây là thứ độc nhất vô nhị của cô ở thế giới này và nó thể hiện dòng máu hoàng gia đang chảy bên trong con người cô. Và đây là một báu vật mà chỉ các bậc vua chúa mới có quyền sở hữu. Là công chúa nên công chúa Bướu có một tính cách khá đồng đảnh và kiêu ngạo. Tuy là người của hoàng gia, thế nhưng cô ít khi nào chịu ở lại hành tinh của mình để chăm lo cho dân chúng, mà cô thường thích rong chơi, đi đây đi đó để thỏa mãn sở thích cuồng đi của mình. Có lẽ do vậy mà việc cai quản thường được bố mẹ cô là vua và hoàng hậu Bướu đảm nhiệm. Nhắc về nơi cô sống thì đó không hẳn là một vương quốc, do nơi đó có lối sống khá hiện đại, khác xa với một nơi mà vua và hoàng hậu được xem là hai người cai quản chính. Chính vì thế nên thay bằng tên gọi vương quốc thì nơi đây được gọi bằng cái tên Lumpy Space, tức là hành tinh Bướu. Hành tinh Bướu là một nơi vô cùng gắn liền với công chúa Bướu, và đây cũng là một hành tinh nằm ngoài không gian của hai anh em Finn và Jack. Để đi được tới đây, các cậu sẽ phải đi qua một cánh cổng không gian bí mật vào trong khu rừng kẹo bung gòn và chỉ có công chúa Bướu mới là người biết mật khẩu để mở cánh cổng này. Hành tinh này không có hình dạng cụ thể như các hành tinh mà chúng ta thường thấy, mà nó gồm những tảng mây có chung đặc điểm với nhau, tạo thành một vùng mây riêng mà sau này trở thành một hành tinh riêng, đó là hành tinh Bướu. Và dù có là hành tinh hay vương quốc nào thì cũng luôn phải có người đi đầu, và đó là gia đình công chúa Bướu. Cũng là hành tinh Bướu nên đất đai ở đây không được bằng phẳng như ở những nơi khác, và thậm chí chỉ có tông màu chủ đạo là tím và xanh. Thiên nhiên ở đây không được phong phú và đa dạng mấy do có ít cây cối và con vật. Theo như những gì tớ biết thì có lẽ nơi đây nổi bật nhất với một loài cây là cây có tựa gần giống cây thông, thế nhưng chúng mọc lẻ tẻ, không thành cụm và có hình dạng khá bông như những đám mây vậy. Dường như mỗi địa điểm ở trong hành tinh Bướu, kể cả nhà của cư dân đều nằm trên một khu đất riêng, nhưng cảm giác hành tinh này khá bé cho nên việc di chuyển giữa các nơi cũng khá nhanh. À, còn một điều nữa. Khi di chuyển từ khu đất này qua khu đất kia, bắt buộc các cậu sẽ phải dùng xe hơi để bay nếu không muốn bị rơi xuống vực thẳm. Từ việc xe hơi có thể bay, ta có thể hiểu được rằng nơi đây cũng tồn tại môi trường chân không, khiến cho ô tô cũng có thể bay được dễ dàng. Không gian sống ở đây khá hiện đại, khác với vương quốc kẹo vẫn còn tồn tại không chỉ chế độ vua chúa mà còn tồn tại một không gian sống khá cũ. Mặc dù người đứng đầu là công chúa Bubblegum cũng là một thiên tài về khoa học, thế nhưng từ phong cách nhà cửa, người dân đến khuôn viên riêng của vương quốc thì đâu đó vẫn còn mang hơi hướng của xã hội cũ. Trái ngược lại, mặc dù hành tinh Bướu vẫn tồn tại chế độ vua chúa, thế nhưng không gian sống của họ khá tân tiến với những ngôi nhà được xây theo kiểu hiện đại, có club, trường học, phương tiện đi lại, tất cả đều được trang bị rất mới, y như nền văn minh của chúng ta bây giờ. Đó là tổng quan những gì về cảnh vật và cuộc sống ở hành tinh Bướu. Thế còn con người thì sao? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thêm nhé! Từ cái tên gọi, chúng ta cũng có thể hiểu rằng không chỉ có công chúa Bướu hay bố mẹ cô ở nơi này là những người mang những cái bướu to đùng trên người, mà đa số người dân nơi đây đều có. Những người dân ở đây có rất nhiều màu sắc, thế nhưng có thể tạm suy ra được rằng tông chủ đạo của những người nơi đây thường là những tông pastel. Đa số những người bướu di chuyển bằng cách bay và bằng phương tiện là ô tô. Người bướu có thể nói là một chủng người trung thủy nhất Adventure Time tớ từng thấy, do họ chỉ có thể kết hôn duy nhất một lần trong đời. Một khi một cặp đôi đã kết hôn với nhau thì họ sẽ dính chặt với nhau theo đúng nghĩa đen và cứ vậy đến hết đời. Trong trường hợp này thì có lẽ bố mẹ của công chúa Bướu là một điển hình vì họ đã lấy nhau và đó cũng là lý do lúc nào họ cũng dính chặt với nhau như Sam vậy. Ngoài ra, người Bướu cũng rất ghét từ cục và nó cũng được coi là một từ cấm kỵ ở đây. Lý do chắc các cậu cũng biết rồi, nó như một từ xúc phạm trực tiếp tới ngoại hình bẩm sinh của họ vậy. Mặt khác, khoảng cách thế hệ trong hành tinh Bướu không phải là không có. Có thể thấy rằng, giới trẻ trong hành tinh Bướu khá là ăn chơi và xỉ tin. Còn những thế hệ đi trước, điển hình như bố mẹ công chúa Bướu, lại có phần cổ hủ và quá tuân theo những lề giáo xã hội cũ. Bố mẹ công chúa Bướu luôn muốn cô tuân thủ theo những hình mẫu tiêu chuẩn xưa và lúc nào cũng muốn cô phải thật sự là con gái, luôn thủy mị, nết na. Trong tập Lumpy Space Trouble, họ đã rất sốc khi công chúa Bướu đã chửi bậy bằng từ cục, cùng với việc đem theo người lạ là Finn và Jack vào đây, khiến họ hoàn toàn không hài lòng và đã cảm thấy không thể chịu được việc con gái họ lại có thể cư xử trái hình mẫu con gái ngoan như vậy. Họ luôn muốn con gái phải thế này, thế kia là vậy, thế nhưng họ lại quá chiều con, khiến con không nghe lời và luôn có xu hướng chống đối bố mẹ của mình.
Ngoài ra, cũng có thể do cơ thể bị dính liền nên họ không thể nào ngăn cản được công chúa biếu bỏ nhà đi. Mẹ công chúa thì luôn muốn giữ con lại nhưng không thể nên bà chỉ biết buồn trong bất lực. Còn bố cô thì nghiêm khắc nhưng với thân thể cồng kềnh cũng không thể nào bảo được con gái hoàn toàn. Đó là một trong những người thuộc thế hệ đi trước ở hành tinh biếu, cho thấy rằng cũng như ở đời sống hàng ngày, khoảng cách thế hệ vẫn luôn là một rào cản lớn giữa cha mẹ và con cái trong phim. Cho dù có là hoàng gia hay hành tinh nào thì vẫn luôn luôn tồn tại những việc như vậy và gia đình công chúa biếu chỉ là một ví dụ như thế. Về phần thế hệ trẻ ở đây, đa phần họ đều rất phóng khoáng và sành điệu. Họ luôn đắm chìm trong những cuộc vui chơi tại club, luôn cố thể hiện sự sang chảnh của mình trong những item ngầu bá cháy. Ngoài ra, họ còn sở hữu xế xịn khi ở tuổi đời rất trẻ, chứng tỏ được độ chịu chơi và độ thể hiện của họ đối với bạn bè xung quanh như thế nào. Trong số đó có thể kể đến công chúa biếu. Mỗi khi dỗi ba mẹ, cô thường bỏ nhà đi theo bạn bè đến những club để vui chơi, giải trí, thỏa mãn sở thích bay lượn của mình. Riêng về phần công chúa biếu, như đã nói ở trên, có lẽ do quen được chiều chuộng nên cô có cái tôi rất cao, rất đỏng đảnh và kiêu ngạo. Như một hình mẫu blonde girl trong các phim học đường, cô thường rất chảnh, rất phiền và thường xuyên cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin. Cô gái này thường có tính cách sáng nắng chiều mưa rất thất thường, khi thì gào khóc òm tỏi chỉ vì những lý do rất ngớ ngẩn, khi thì quá phấn khích cũng chỉ vì những lý do ngớ ngẩn luôn. Cũng từ hình mẫu đó mà lúc nào cô cũng tỏ ra xinh đẹp, cầu kỳ để luôn được mọi người chú ý. Nhiều khi điều này cũng khá khó chịu cho người xem bởi vì nó có phần vô duyên. Như trong tập Apple Wedding, do muốn ganh đua nhan sắc nên dù không phải cô dâu nhưng cô cũng cố trang điểm và ăn mặc như cô dâu và lao vào đám cưới hôn chú rể để được mọi người chú ý. May sao có Finn kịp thời cản lại. Cô thường tỏ ra là một người ích kỷ. Khi Finn và Jack nhờ cô giúp để có thể đến được vương quốc của cô đã tỏ thái độ với họ trên suốt dọc đường. Cũng như các hình mẫu blonde girl, cô cũng rất bóp đồng đội bởi tính ích kỷ và kiêu ngạo của mình. Trong tập From Bad to Worse, chỉ vì muốn có một đôi môi đẹp như lũ zombie mà cô đã không nghe lời Finn và Jack, bất chấp lao vào đám zombie để được đẹp. Nhưng kết cục thì lại hoàn toàn do Finn và một con chuột gánh. Cô cũng rất hống hách và hay chèn ép người hiền lành hơn. Như trong tập Summer Shower, cô đã lợi dụng chức quyền để bắt nạt Viola, khiến Viola mặc dù đã đem lại thành công cho vở kịch nhưng vẫn bị coi thường không thương tiếc. Xấu tính là thế, nhưng bù lại, cô được cái khá trung thủy. Cô đã từng say mê yêu một chàng trai giao pizza trong tập Candy Street và đã có một câu chuyện tình khá buồn mà tớ sẽ làm một video sau này để nói thêm trong tập Bad Timing. Ngoài ra thì gu của cô cũng khá mặn khi mà sau bao mối tình đổ vỡ, cô cũng chọn yêu say đắm một người ở cuối phim, không ai khác chính là Lemon Grab. Khác với các cư dân biếu, cô mang dòng máu hoàng gia và có một viên ngọc hình sao trên trán. Nó giúp cô có một khả năng tương tự ma cà rồng, đó là biến người bình thường trở thành đồng loại của mình, chỉ bằng một vết cắn. Trong tập Trouble in Lumpy Space, Jack đã vô tình bị công chúa biếu cắn và điều đó đã khiến anh biến thành một người biếu với tính cách khác xa bình thường. Nhưng may sao vẫn có thuốc giải cho Jack cũng như cả Finn. Điều này cũng tương tự như ma cà rồng, thế nhưng khi bị ma cà rồng cắn thì chỉ có nước đi đầu thai mới có thể quay lại bình thường được thôi. Cô cũng có khả năng thay đổi hình dạng của mình, gần giống như Jack trong trường hợp bất khả kháng. Và trong Skyhooks 2, cô cũng được tiết lộ là thành phần mạnh nhất của nguyên tố biếu, do cô có khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của các nguyên tố khác và đảo ngược lại những thiệt hại mà chúng gây ra. Cũng như vậy, bố mẹ cô cũng là hai người mang viên ngọc hình sao trên trán và cũng có khả năng phóng to bản thân, tạo thành một đám mây rông rất to và thể hiện sự giận dữ. Có cả tay và chân hệt như một con quỷ khát máu đang đi săn mồi. Và đó là tất tần tật về hành tinh biếu, người biếu và nhân vật chính của chúng ta là công chúa biếu. Các cậu thấy nhân vật này như thế nào và có cảm nhận gì về cô ấy? Hãy chia sẻ cho chúng tôi biết ở dưới phần bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì Way to Wear out.